Hello quý vị và các bạn, buổi chiều nay cũng lâu rồi thì mình muốn tiết lại những cái video trước, vì là trước thì tiết vội quá, nhanh quá tiết lại để cho các bác nhớ là tiếng mình vẫn còn rất nhiều hàng nha. Bác nào có nhu cầu sử dụng về liên hệ với tiếng Mimi theo số điện thoại trên đó. Và thấy video hay nhớ bấm cho tiếng Mimi một like đó. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn là đuôi loa VBL935. Chắc đẹp thì chả phải cái vi không nói nhiều, nó bụi bạn nấu để nguyên không lau chùi gì. Tại vì giờ trước cái vi cũng có quay rồi, bên em không lau chùi đâu, để nguyên phần nòi nó đẹp mướt một lượn này rồi, đẹp lắm. Ra chúng không hầu như không xước gì nha, loa bát đẹp, kính con thậm chí chưa tháo á, bác nào có nhu cầu lấy thì bảo tiến đi tháo, phải đi dễ tháo, bác xem bên trong, còn loa như máy tính. Vâng, các bác nghe Dương Hồng Mon thể hiện bài nhé, mời quý vị và các bạn nghe này. Các bác nghe xong thì mình sẽ báo giá luôn chứ không báo giá đâu ạ, loa đẹp kính con đấy. Chất âm của 935 thì nó được đánh giá rất cao á, chất âm rất tốt, sáng tiếng, ba giải đều tăm tắp nhé, hầu như là không thiếu giải nào cả. MR935 đẹp lắm, hậu nó đẹp độ này, kèo dính vào rồi, tay một lòng. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng loa MR935 thì liên hệ sớm với tiếng Mimi. Đây là kem bên kia người ta dán vào kem bên Trung Quốc người ta dán vào. Giá những đôi loa này hiện tại bên tiếng Mimi đang giao cho các bác là 28 triệu bao ship toàn quốc các bác nhé. Lấy tại cửa hàng thì giá tốt hơn. Là vừa đẹp kính con này nhá. Trên những cái hàng mà nó kiểu dạng như là chiết tép này, hay chiết chung này, hay côn này,
hay là những cái da chày trợn này, mông má lĩnh phi này thì nó sẽ rẻ hơn các nhá. Còn những cái lo mà nguyên bản bãi về mà đẹp, các bác nhìn này, đây là những cái gân và những cái rốn lo đẹp của bộ này. Không có điểm gì để chê nữa. Giá 28 triệu là bao ship. Còn đấy tại cửa hàng thì giá rẻ hơn. Đấy. Vâng, các bạn thấy video hay nhớ cho Tiến Mimi một like. Còn nếu có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với Tiến Mimi theo số điện thoại là 0948 388 448, phi nhận là 0948 388 448. Tiến Mimi ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bạn nhé. Vâng. Xin chào tất cả quý vị và quý bạn.